Vụ Nguyễn Thị Kim Anh chống tham nhũng hay là thuyết âm mưu? Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nói cần có quả để định hướng. Ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra thông báo, theo đó đã bắt quả tang khám xét nơi làm việc. Tại huyện Vĩnh Tường của bà Nguyễn Thị Kim Anh, 44 tuổi, Phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng, thanh tra Bộ Xây dựng và ông Đặng Hải Anh, 38 tuổi, chuyên viên thanh tra phòng thanh tra xây dựng 2, thanh tra Bộ Xây dựng. Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nói cần có quả để định hướng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 18 tháng 6 phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng với hai thành viên trong đoàn để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ngày 17 tháng 6, Bộ Xây dựng tiếp tục cử một đoàn thanh tra lên đến 11 người về Vĩnh Tường để tiếp tục thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án tại huyện Vĩnh Tường. Thời gian thanh tra kéo dài 25 ngày. Báo Công luận ngày 19 tháng 6 đã đăng tải nội dung với tiêu đề Bộ xây dựng cử đoàn thanh tra mới, số phận những dự án thanh tra sẽ được xử lý ra sao. Chuyện gì đã xảy ra? Những đồn đoán xoay quanh bà Nguyễn Thị Kim Anh và vai vế của bà ta, nhưng chưa dừng lại tại đó. Sự việc liên quan đến thanh tra bộ xây dựng diễn biến có tính phối hợp và thống nhất dường như có một sự thông suốt trong quan điểm bắt quả tang từ trung ương về địa phương. Hãy quay về ngày 23 tháng 4 năm 2019, khi cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã xin ý kiến thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa, Bộ Công an về hướng xử lý đối với đoàn cán bộ thanh tra thuộc thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận tiền của đối tượng bị thanh tra. Nếu xét trên phương diện trường hợp này, thì chắc chắn công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ phải xin ý kiến Bộ Công an đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Anh và bắt quả tang có thể được coi như một hệ quả của một sự chấp thuận. Nếu vai vế của bà Nguyễn Thị Kim Anh được làm rõ hơn thì có thể xem đây là câu chuyện nội bộ Trung ương trước thềm đại hội 13 hơn là một hướng đi điều tra chống tham nhũng bình thường. Và điều này càng cho thấy trước thềm đại hội, câu chuyện đấu đá tranh giành quyền lực tiếp tục diễn ra trên nhiều phương diện, mức độ với sự tinh vi ngày một cao. Phần nào và ai sẽ là câu hỏi được đặt ra trong bài toán lần này tương tự như cái cách mà Trịnh Xuân Thanh và Vũ Nhôm từng lôi kéo nguyên một dàn ban bệ lãnh đạo đi xuống. Ngày 17 tháng 6, cây viết hoài thu trên mạng chính trị của Dinh đã đăng bài viết đề cập đến trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Vũ Quốc Hùng với tiêu đề Thanh tra của Bộ Xây dựng sai, Bộ trưởng không thể vô can. Một quy trình luận tội Made in Việt Nam đã được hình thành trong bài viết khi hoài thu đã dẫn lời ông vũ quốc hùng nguyên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương phó trưởng ban nội chính trung ương nguyễn thái học thiếu tướng lê văn cương nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược bộ công an đặt vai trò trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan đơn vị mà ở đây là bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà hãy thử đặt lại quy trình để đưa một lãnh đạo cao cấp một ủy viên bộ chính trị ra tòa ở việt nam không có gì khác ngoài làm rõ trách nhiệm bổ nhiệm và vào ngày 17 tháng 6, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu kiểm tra rà soát việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Anh. Tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một điểm mấu chốt trong ván bài chiến lược liên quan đến phân nhóm ghế trong đại hội. Và đó cũng là một thuyết thú vị nếu sắp tới một số lãnh đạo cấp cao sẽ bị điều tra. Thanh tra và thanh kiêu Với cơ chế hiện tại, bất kỳ một tỉnh hay tổ chức nào đều cũng bị dính dáng đến nhiều vi phạm xây dựng cơ bản với thẩm quyền quản lý rộng rãi trong lĩnh vực này bộ xây dựng có thể đưa ra nhiều sai phạm có liên quan và ảnh hưởng không ít đến ghế ngồi tuy nhiên lĩnh vực thanh tra cũng là lĩnh vực tham nhũng khi nó luôn gắn với phong bì và thực tế nếu tính số vụ liên quan đến thanh tra nhận phong bì thì chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đã có hai vụ liên báo trở về trường hợp của tỉnh vĩnh phúc đã có sai phạm xảy ra và bộ đã cử đội ngũ thanh tra về làm việc nhằm xác định mức độ vi phạm. Và vì địa phương đã bắt quả tang thanh tra bộ, nên nhìn chung với dàn thanh tra tiếp theo lên đến 11 người. Người dân có thể có một màn mở mắt hơn về một đợt thanh tra ra trò, nơi không còn phong bì mà chỉ có sự liêm chính. Và điều kỳ lạ là chỉ khi bị xâm phạm về lợi quyền thì tổ chức nhà nước mới thực sự làm tốt vai trò nhiệm vụ của chính mình. Đây được xem như là một nguyên tắc thuộc về thể chế. Khi mâu thuẫn không còn được thỏa hiệp, thì xuất hiện trạng chết chúa cũng băng hà. Áp dụng trường hợp này đối với chiến dịch đốt lò của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nó cũng tương tự như vậy. Cuộc chiến đốt lò chỉ diễn ra để cứu nguy cho chính chế độ và sự thống nhất trong đội ngũ ủy viên Trung ương Đảng trong việc đưa Nguyễn Phú Trọng lên ghế cao cũng chỉ là khi quyền lợi có nguy cơ biến mất Giữa một bên là mất tất cả, một bên là có thể giữ nhưng cần phải thỏa hiệp. Những người cộng sản dễ dàng chọn lựa thứ hai hơn. Nhưng đúng như trạng thái chạm chết Chúa cũng băng hà, dồn tận lực vào một vấn đề sẽ gây nguy biến cho toàn thể đội nhóm chính trị. Mặc dù đó là chiêu thức để hợp lý hóa việc phân bổ số ghế trong lần đại hội sắp tới. Điều đó cho thấy rằng cuộc chiến đốt lò sẽ đến một giới hạn ngưng lửa. Và cũng như câu chuyện chống tham nhũng qua sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Anh cũng là một biểu hiện của sự thỏa hiệp chính trị đến đâu hay mâu thuẫn nội bộ sâu sắc đến như thế nào và thể hiện rõ nét hơn phe phái nào sẽ nắm quyền chủ động trong đại hội tới. Phạm Hồng Hà quyết phản đòn Trịnh Đình Dũng. Bộ xây dựng đã cử một đoàn thanh tra mới về để tiếp tục thanh tra các công tác quy hoạch, quản lý xây dựng tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc sau khi đoàn thanh tra trước đó bị lập biên bản về hành vi vòi tiền tại huyện này. Ngày 17 tháng 6, Bộ Xây dựng đã cử một đoàn thanh tra mới về huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc để tiếp tục thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng tại một số dự án tại huyện Vĩnh Tường. Đoàn thanh tra này gồm 11 cán bộ, thời gian thanh tra kéo dài 25 ngày, không kể thứ Bảy và Chủ nhật, bắt đầu làm việc từ ngày 18 tháng 6. Lần này họ quyết môi lại những sai phạm nghiêm trọng trong các dự án dưới thời Trịnh Đình Dũng làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 12 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an Vĩnh Phúc đã bắt quả tang đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ 25 tỷ. Trong cơn khó khăn đó, Phạm Hồng Hà đã chạy trọt để Võ Văn Thưởng giảm nhẹ tội cho đám đàn em của Hà. Kết quả rất thành công, Võ Văn Thưởng đã cho báo chí uốn lưỡi nói ngược còn 250 triệu. Bước 1 đã xong, giờ đến bước 2 là tung chiêu tấn công ngược lại Liên minh Hoàng Thị Thúy Lan và Trịnh Đình Dũng. Thế là đoàn thanh tra thứ hai được thành lập để xuống tận Vĩnh Phúc dập lại đối tượng này. Xem ra Phạm Hồng Hà và Trịnh Đình Dũng đang chiến nhau không khoan nhượng. Hồi tháng 4, Tránh Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch, công tác cấp phép xây dựng, quản lý cấp phép và công tác quản lý đầu tư tại một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đoàn thanh tra này gồm 5 người thuộc các đơn vị thanh tra của Bộ Xây dựng, trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Anh 44 tuổi, phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn, bà Lưu Văn Oanh 43 tuổi, phó trưởng phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm phó trưởng đoàn. Các thành viên của đoàn thanh tra gồm Đặng Hải Anh 38 tuổi, chuyên viên phòng thanh tra xây dựng 2, Nguyễn Thị Kim Liên 42 tuổi, cán bộ phòng thanh tra xây dựng 3 và Nguyễn Thùy Linh 25 tuổi, cán bộ phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra từ đầu tháng 6, trong thời gian đoàn thanh tra làm việc tại huyện vĩnh tường công an tỉnh vĩnh phúc nhận được chỉ thị ngầm từ bà hoàng thị thúy loan rằng phải bố ráp để tìm sơ hở của đàn em phạm hồng hà và dập tới bến vì bọn này đến để chọc ngoái sai phạm của cựu bí thư tỉnh cựu bộ trưởng bộ xây dựng trịnh đình dũng thế là đoàn thanh tra của bộ xây dựng vừa có hành vi lợi dụng nhiệm vụ thanh tra ép các doanh nghiệp ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện vĩnh tường phải đưa tiền để được xem xét thì công an như đã phục sẵn ập vào bắt quả tang. Vì việc này, bay về bộ xây dựng đã làm cho Phạm Hồng Hòa choáng váng và sau đó vất vả ứng phó. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thành lập tổ công tác để điều tra xác minh vụ việc. Theo đó, ngày 12 tháng 6, Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Tường, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang Đặng Hải Anh, nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên, 35 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Đức Trung. Khi bị bắt, ông Đặng Hải Anh thừa nhận hành vi nhận tiền của anh Đỗ Ngọc Yên để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà công ty Đức Trung đã thi công trên địa bàn huyện Vĩnh Tường nghiệm thu, thanh toán. Cùng ngày, tại Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang bà Nguyễn Thị Kim Anh về hai hành vi nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh, kế toán ủy ban nhân dân xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà ủy ban nhân dân xã Tân Tiến là chủ đầu tư, nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường, công chức tài chính kế toán ủy ban nhân dân thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường. Sau khi bị bắt, các cán bộ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đoàn thanh tra tại Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, thu giữ nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. 335 triệu đồng trong tủ do Nguyễn Thị Kim Anh quản lý và các máy tính, điện thoại cùng một số đồ vật liên quan khác. Đây là cú phản đòn của Phạm Hồng Hà. Không biết Trịnh Đình Dũng và Hoàng Thị Thúy Loan sẽ ứng phó như thế nào? Hãy chờ xem sẽ rõ không biết ai sẽ thắng nhưng chắc chắn mối quan hệ phạm hồng hà và trịnh đình dũng ngày một mâu thuẫn sâu sắc